Hy vọng ngày hôm nay với sự xuất hiện của nó, mình mở nó hôm nay là mình tin nó rồi. Nhìn nó cũng tươi cười lắm. Nói chung là Lua cũng khá là có duyên với tôi ấy. Về bản thân kiếm mùa bình thường tôi cũng đập lên khá là nhiều. Quyết định. Rồi. Đắt nhờ. Đủ chưa? Bandai Salakuta. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Ôi, sợ con bêu quá các ông ơi. Hôm nay là mình lên được một con rồi đấy. Có cộng 8 rồi. Trời. Ui, vẻ ba xấu thế. Đúng rồi nhờ. Năm ngoái này cũng kèo của Phan Quân. Nó cũng lên. Năm ngoái là chơi cộng 9 luôn, nhưng năm nay thực sự đây nó một kèo rất là khủng này, 108. Hình như mức thẻ 93 thì hiện tại vẫn là mức thẻ đập cao nhất của mình với lại Jarvis Nipmanland với lại Heira vừa hôm qua đấy, 85 tỷ. Hai hủy này. Sáu đập đi, công thức cộng 8 ngày xưa của mình đây. 1. Hai. Ờ đúng rồi, có đợt BOTC thần phôi đấy. Nhớ vãi. Nhưng mà giờ anh chắc chắn anh không phải là phôi rồi. Đấy là kèo chính rồi. Lên thợ chính rồi. Gareth Bale. Ôi, về cộng 3 kìa. Đéo hiểu. Ui, lâu lắm tôi mới vào nick của anh Fan Inter nhờ. Lâu lắm rồi ấy. Thôi, xin lỗi bạn Phan Quân nhá. Đen quá. Nhỏ chó thật sự. Được mỗi năm ngoái rùa lên là con cộng 9. Đéo là cái cộng nào. Bác mở thẻ cũng nhỏ cơ. Chưa hiểu ạ. Nhưng mình cảm giác hôm nay mình cứ nhỏ nhỏ thế đéo nào ấy. Ra mốt được nè. Tỷ 8 2 tỷ đấy. 2 tỷ 4. Ôi đừng có nhịn ăn sáng. Trời ơi. Nhịn đã dở đấy. Thôi muộn rồi, thực ra thì cảm ơn anh em nhá. Chả là cái gì đâu, nhưng mà mọi người thức muộn này vào chút sinh nhật mình là mình vui rồi. Chỉ cần thế rồi, chả cần nhiều mà. Ui 400 tỷ. Không, xin một con là xin một con anh ạ. Đập con nhẹ nhàng thôi. 86 được còn đâu nữa. Quê man tít từ cái hôm mà mình mở cái này đây. 85 có NG từ cộng 5 cộng 7. Mở. What the what?
chim này chim ngon. What the hell? Ý. Trời ơi, trời ơi, ôi trời ơi. Đấy công ơi, nó phải thế này chứ. Me. Vừa Inter vừa MU luôn. Này, từ từ đã. Từ khoan, xin anh đập con này luôn. Tôi nghĩ là tôi sẽ xin anh đập con này luôn. Tại vì mở được nó mà. Được không nhỉ anh em nhỉ? Hợp lý không? Đấy, may anh cu anh ra anh chào cái. Không muốn chết. Mẹ, nãy giờ em mở thẻ đen tái nồi anh cu ạ. May có anh cu ra chơi ấy. Úi giời, con này cộng 6 không sao. Ê, đấy. Mày quá, mày quá, mày quá. Rồi. Làm con cu nó đút vào cho nó. Cho tơi tơi nè. Quá ngon thật. Ui giời ơi, Samsung Sunning à? Nước cam. Ui. Nước cam, nước cam. Inter luôn anh ạ. À. Inter luôn đấy. Ew. Ribery à? Không phải Ribery. Baresi. Làm con cu nữa nào. Ê, ấn nhầm. Mẹ. Mình đang giảm tiếng rồi. Ta ba lô luôn đấy. Con giày sau này cùi vậy. 101 thôi à. 90. Ừ, để chơi con này đấy đi. Ôi, về đỡ xuống hết dưới đi. Mày thế. Hai con Inter luôn mà anh em. Omo à. Timo Werner. Ô. 99. Ui, 3.7 tỷ. Được. Con này hay là bán nhỉ. Thôi rồi, mình nghĩ là mình sẽ mở một gói icon thôi. Bắt đầu thử icon, sau đó mình đập thẻ thôi. Mai này còn kèo của anh thì nó đỏ lại đấy không ạ. Không chết. Bia hốp rồi. Caragun. Con mẹ nó. Ây da. Em có cần bạn gái đâu mà dắt em Caragon ra vậy. A few moments later. Như là tôi, các bạn nào gặp tôi ngoài đời thì các bạn sẽ thấy tôi già rồi. So với mặt bằng trung tuổi ấy. Làm việc trên máy tính nhiều hưởng lắm các bạn. Đẹp ơi đẹp rồi. Chắc tối mai anh quẩy cho Duy Duy ạ. Yên tâm, tối mai anh sẽ quẩy cho. Giờ muộn rồi. Đây 101, chắc là kéo anh Phan Inter xong en ấy. Tại vì 1 giờ đến nơi rồi. Nát sơn cộng 5 xài luôn này. Đây rồi. Có cái đống 101 này nó gánh rồi. Tối mai mình vẫn live bình thường nhé. Nói chung là mấy năm nay đều thế. Không chả là cái ngày gì cả. Đây là mình chả muốn nghỉ làm. Làm việc bình thường các bạn. Bữa đi gặp ông Hà Đông, gặp anh mà không dám anh không ok mà. Sắp tới sẽ phải gặp anh nhiều ấy. Anh sắp về Hà Đông rồi. Ừ, mai anh vào cho yên tâm. Một con nữa. Sơn lát đi. Nhưng mà bây giờ con sơn lát mình sợ lên lắm. Đánh nữa. Không anh. Em thấy em, đối với em cái ngày này nó bình thường lắm. Khi nào có gia đình như anh thì đấy tính sau à. Đối với em cái ngày này nó bình thường không nhỉ. Con này ngày xưa mình kẹp thành công. Mẹ đây đâm ra mình đang muốn kẹp nó cơ. Mình đang muốn kẹp con này này nhưng mà chết rồi mẹ nó. Mình đập lát sơn rồi thì phải. Mình dùng lát sơn làm phôi rồi. Con này ngày xưa nhảy thành công này. Thế thì hơi khó nhở. Cái biết đâu mà nó lại kiểu được vía nó nhảy luôn sao.
Không, giờ này anh đập. Anh không muốn xài nhịp yết gì cả đâu. Giờ anh đập kiểu khác rồi. Giờ toàn chơi cái kiểu là cứ vậy rồi ấn thôi. Thôi, nó được vía để nó lên rồi anh em. Con này mà lên là cũng 106 đấy, cũng cao lắm. Tốt con này mình sẽ nghĩ là mình lên cộng 7. Ui, nó lên thật nè. Ui, mẹ, tính năm nếu mà mình kẹp có khi lên ấy nhở. Trời ơi. Much 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 later. Không phải ba lô đâu, là Lukaku cơ. Ra Lukaku trên thị trường thì nhiều anh em có rồi. Nhưng mà cái tay mình nó đập lên nó vẫn gọi là tả đạo hơn đấy anh em ạ. Thực ra nếu mà nói gì nói, hôm nay mà không vướng trận bóng chắc nhiều anh em xem phết đấy. Đổi bài nhạc à. Mấy kiểu sao, đúng rồi, muộn rồi, 1 giờ rồi nên là anh xin phép giờ vào tối nay. Chơi. Ui, về 5 kìa. Kèo chốt nha anh em nhé. Hy vọng ngày hôm nay với sự xuất hiện của nó, mình mở nó hôm nay là mình tin nó rồi. Nhìn nó cũng tươi cười lắm. Nói chung là Lua cũng khá là có duyên với tôi ấy. Về bản thân cái mùa bình thường tôi cũng đập lên khá là nhiều. Quyết định. Rồi. Ôi, về cộng 6. Nhịp nhá. Kèo cuối cùng. 1. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Chơi. Nhở đéo kèo nào lên luôn. Cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh nhiều, yêu anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh em đã xem đến tận bây giờ nhá. Mình chỉ biết hy vọng là cái tuổi mới của mình nó sẽ khác đi tí, sẽ may mắn nhiều hơn, không còn nhiều chông gai như cái tuổi này nữa.
kiếm nhiều tiền hơn. Ổn định, nó ổn định dần dần luôn ấy. Cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em nhiều. Hy vọng anh em sẽ ngủ thật ngon. Xem bóng xong nhớ ngủ sớm nhá. Tối chúng ta gặp nhau sau. Bye bye anh em, bye bye mọi người. Bye bye.